Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu dây sandal cho bé xinh xắn như thế này. Ở phía sau gót giày có lên thân và làm một sợi dây quai cài lại. Mặt đế mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Phía trước mình có trang trí thêm một mẫu hoa 5 cánh cho cái phần giày nó thêm xinh xắn. Đây, mẫu giày như thế này. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc 2 đầu, dùng đầu số 4. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len như thế này nha. Đây, đầu kim mà mình sử dụng nó như thế này. Ngoài ra còn có kéo cắt len, nút dùng để cài cái phần dây quai và một lớp đế xốp chống trơn. Ở đây mình đã cắt sẵn. Thì để cắt được cái phần đế giày này, các bạn sẽ sử dụng cho mình mặt đế giày len mà ta móc ban đầu. Sau đó vẽ và cắt cho mình cái phần đế này bằng với mặt đế giày len. Và mình sẽ uốn cong cái phần này nè, uốn cong một bên để phân biệt chiếc trái phải nha. Đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc lên phần thân. Thì ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế giày len như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này, thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Và mẫu giày này mình móc size 11cm nên mình sẽ móc cái xích đầu tiên là 15 mũi móc xích nha. Sau đó các cái vòng móc ngoài nè, mình sẽ làm tương tự như clip hướng dẫn. Và ở cái hàng ngoài cùng này ta sẽ sử dụng mũi nửa kép để móc cái hàng ngoài cùng nha. 11cm sẽ dùng mũi nửa kép. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc lên phần thân. Mẫu giày này mình có dán đế nên mình sẽ để mặt trái xuống phía dưới, đưa mặt phải lên phía trên để cho chiếc giày nó được hoàn thiện hơn. Từ chân móc mũi giày cuối cùng của phần mặt đế, các bạn đếm ngược lên cho mình 5 mũi móc. 1, 2, 3, 4 và 5. Ta bắt đầu đâm kim vào chân móc thứ 5 để lên cái phần thân sau. Thì mũi móc đầu tiên của phần thân, các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào chân móc ở phía trong của mặt đế. Đồng thời đâm kim vào một sợi len ở cái phần thân của cái mũi nửa kép này nè. Ta sẽ tiến hành đâm kim vào hai sợi len tương tự như thế này nè, đâm kim song song với nhau. Để khi lên cái phần thân phía sau, chân móc đầu tiên nó sẽ không có hở mũi móc. Đưa sợi len ra phía sau mũi móc nè. Sau đó kéo sợi len qua hai chân móc mình vừa đâm kim. Móc lên một mũi móc xích. Mũi móc đầu tiên ta sẽ móc vào cái chân móc ở phía trong của mặt đế. Cái chân móc mà ta vừa móc mũi dời á, móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép và cũng đâm kim vào chân ở phía trong và móc cái mũi nửa kép nha. Đây, đâm kim vào cái chân móc phía trong này nè. Tất cả các cái mũi móc đều đâm kim cho mình vào chân móc ở phía trong nha. Và các bạn sẽ không đâm kim vào thân chân móc. Chỉ có mũi đầu tiên và mũi cuối cùng ta mới đâm kim vào cái thân chân móc của mũi nửa kép bên trong thôi nha. Đây, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc phía trong này và móc cho mình một mũi nửa kép. Ở những cái sợi len thừa này, khi móc các bạn cũng giấu cho mình vào trong mũi móc để khi cắt len không phải giấu len nhiều nha. Tiếp tục chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép vào chân ở phía trong. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 22 mũi nửa kép liên tiếp với nhau. Và tất cả đều móc cho mình vào cái chân ở phía trong nha. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Thì mình vừa móc được 21 mũi nửa kép. Khi gặp đôi cái phần mặt đế lại, ta sẽ còn thiếu một mũi nữa ở cái phần thân sau nè. Thì cái mũi móc này là mũi móc thứ 22, mũi móc cuối cùng của cái hàng phần thân sau. Cũng tương tự như cái mũi móc ban đầu, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc bên trong này, đồng thời đâm kim vào một phần thân chân móc nửa kép bên trong. Tương tự như cái mũi đầu tiên này nè. Khi ta đâm kim song song vào hai mũi móc, nó sẽ không có bị hở như cái mũi móc thứ 21 nè. Đây, đâm kim vào hai cái đường móc song song như thế này và móc vào đây một mũi nửa kép.
móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ hai lên thân này, ta sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc. Các bạn cũng móc cho mình vào các cái chân móc. Chân đầu tiên cũng móc một mũi kép đơn. Chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cuối hàng, tiếp tục lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba cũng làm tương tự như hàng móc thứ hai. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì phần thân sau mình đã có cái độ cao như thế này. Đối với những size lớn hơn hoặc nhỏ hơn, các bạn có thể giảm hoặc là tăng các cái số hàng móc này nha, để cái phần thân nó lên được gót chân nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc lên cái phần dây quai để cột lại vào cổ chân của bé. Từ đây móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc phần dây quai ta sẽ sử dụng mũi nửa kép để móc. Các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân móc, móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần dây quai. Đây, ta sẽ bắt đầu móc cái phần dây quai để cài lại cái phần sau này nè. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích dài 14 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Khi được 14 mũi móc xích, tiếp tục móc lên cho mình 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó di chuyển kim đến chân móc thứ 14 và móc vào đây một mũi dời. Chân bên cạnh cũng móc một mũi dời. Đây thì ta tạo ra được một cái lỗ để cài cái phần dây quai nè. Sẽ may nút ở phần bên hông và cài dây quai giống như cái chiếc giày bên này. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi dời vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình được một sợi dây quai để cài vào cổ chân nè. Từ cái chân móc này ta sẽ sử dụng mũi dời để móc vào cái chân móc của cái hàng móc thứ ba. Đây, móc cho mình vào cái chân móc này nè. Móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì mình vừa hoàn thành được chiếc giày ở bên trái, cài nút ở bên trái như thế này. Đối với chiếc giày ở bên phải, chiếc giày đối diện các bạn sẽ làm tương tự cho mình như cái phần thân mà mình vừa móc, nhưng ở cái phần dây quai này nè. Đây, cái phần dây quai này nó sẽ trái ngược với cái chiếc giày ở bên phải. Khi móc được 3 hàng móc ở phần thân sau thì từ cái chân móc cuối cùng của cái hàng móc thứ ba này nè, các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích dài 14 mũi móc, tương tự như cái phần dây quai mà mình móc để tạo một cái lỗ nè. Đây, ta sẽ móc tương tự để tạo một cái phần lỗ cài nút ở bên hông. Và cũng sử dụng mũi dời để tạo cái phần dây quai. Đến cái chân móc thứ 14 rồi thì các bạn tiếp tục móc cho mình các cái chân móc này của cái hàng móc thứ ba này, mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc, móc cho đến cuối hàng. Đến chân móc cuối cùng thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và cắt len, giấu len thừa vào trong mũi móc và may nút thì mình sẽ hình thành được chiếc giày ở bên phải. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cái phần thân trên.
Thì đối với cái phần thân trên, các bạn sẽ đếm ngược lên cho mình từ cái phần gót giày nè, đếm từ cái phần gót giày lên cho mình 12 mũi móc. Đây là chân móc thứ 12. Hoặc là ta sẽ tiến hành đo từ cái phần mũi giày xuống. Ta sẽ dùng kim để đo từ cái mũi giày này nè. Đây, từ cái hàng móc đầu tiên của cái phần mặt đế, các bạn đo thẳng hàng ra cho mình ở hai bên của cái phần mặt đế nè. Thì chân móc thứ 12 này sẽ thẳng hàng với cái hàng móc thứ nhất ở cái phần mặt đế và chuyển qua cái chân móc bên này thì nó cũng thẳng hàng nè. Đây, ba điểm này nó sẽ thẳng hàng với nhau trên một đường móc. Thẳng hàng như thế này thì ta sẽ tiến hành móc cái phần dây quai ở hai điểm. Và số mũi móc từ phần gót giày lên chân móc thứ 12 này sẽ bằng khoảng cách từ cái gót giày này lên cái chân móc bên này nha. Đây, hai khoảng cách này nó sẽ bằng nhau. Bây giờ ta sẽ móc cái sợi dây đầu tiên từ cái chân móc thứ 12 này. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ 12. Đây, đâm kim vào chân móc thứ 12, đâm từ trên xuống dưới nha. Đâm từ mặt phải của mặt đế xuống phía dưới. Đây, ta sẽ đâm kim từ trên xuống dưới như thế này. Sau đó luồn kim và đưa kim lên phía trên cái chân móc kế tiếp này nè. Hai chân móc nó sẽ gấp lại tạo hình chữ V như thế này. Sau đó đưa cái sợi len màu xanh này qua cái chân móc mà ta vừa móc. Đây, qua hai cái chân móc này nè. Kéo len qua hai chân móc. Từ đây móc lên một dây móc xích dài 18 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Từ đây ta sẽ đưa kim vào cái chân móc thứ 12 bên đối diện. Khoảng trống của sợi dây móc xích này và mặt đế nó sẽ tạo ra được cái khoảng trống này, và cái khoảng trống này sẽ ôm vào cái ngón chân của bé nha. Hoặc là đối với những size lớn hơn hoặc nhỏ hơn, các bạn có thể thêm hoặc là giảm mũi móc ở cái đường móc này để cho cái vòng tròn này nó ôm cái phần ngón chân của bé nè. Vì len có độ co giãn nên ta sẽ tiến hành móc nhỏ hơn, cái vòng tròn này sẽ nhỏ hơn so với cái phần ngón chân nha. Đây, ta sẽ giống thẳng hàng qua, sẽ là cái chân móc thứ 13 và chân móc thứ 12 của hai cái chân móc bên này nè. Ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 13, đâm từ trên xuống dưới, sau đó luồn và đưa kim lên chân móc thứ 12. Hai chân móc này nó sẽ tạo một chữ V như thế này. Sau đó mình móc vào đây một mũi dời. Kéo và cắt len. Thông thường thì mình sẽ lên một mũi móc xích và cắt len, nhưng lần này các bạn sẽ kéo len cho mình nha, ta không lên mũi móc xích. Ta hoàn tất được sợi dây đầu tiên của phần thân trên giày. Đối với hai cái sợi len thừa này, các bạn sẽ tiến hành đâm kim từ dưới mặt đế lên phía trên và luồn cái sợi len thừa này ra phía sau mũi móc. Làm như vậy thì khi dán đế, cái mũi móc của mình nó sẽ liền và không bị hở nè. Tương tự như đầu dây bên này, các bạn cũng đâm kim từ dưới lên trên và kéo sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình các cái sợi len thừa này vào trong mũi móc ở phía sau của mặt đế. Để khi ta dán mặt đế xốp vào mặt đế dày len thì nó sẽ giúp che đi các cái sợi len thừa này và tạo cái độ chắc chắn cho cái sợi dây quai của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái sợi dây quai thứ hai. Thì đối với sợi dây quai thứ hai, từ cái sợi dây quai thứ nhất, các bạn sẽ đếm ngược lại cho mình 5 mũi móc. Đây, từ cái chân móc này ta sẽ đếm ngược ra 5 mũi móc. Để mình tạo khoảng cách cho hai sợi dây quai, các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình 5 mũi móc. 1 2 3 4 và 5. Đâm kim vào chân móc thứ 5 và cũng đâm kim từ trên xuống dưới nè. Luồn và đâm kim lên cái chân móc tiếp theo. Tạo một hình chữ V giữa hai chân móc này. Sau đó cũng tương tự kéo sợi dây len qua hai chân móc. Thì trước khi nối hai cái sợi dây quai phía trên lại, mình có một chút lưu ý nhỏ là ở chính giữa của hai cái sợi dây này mình sẽ tiến hành nối lại với nhau bằng 4 mũi móc nằm ở chính giữa. Nên các bạn sẽ chia cho mình cái sợi dây đầu tiên này nè, cái sợi dây đầu tiên này các bạn sẽ chia đều cho mình, hoặc là các bạn có thể lấy tổng số mũi móc của sợi dây này trừ cho 4 mũi móc.
Mình móc 18 mũi, ta trừ đi 4 mũi, các bạn sẽ còn lại 14 mũi móc. Chia đều thì hai bên mỗi bên sẽ được 7 mũi móc nha. Đây, hai bên đầu này mỗi bên sẽ được 7 mũi móc. Ở sợi dây quay thứ hai ta sẽ làm dài hơn sợi dây quay thứ nhất 2 mũi móc. Các bạn cũng tương tự đâm kim cho mình vào chân móc thứ 5 nè. Chân móc thứ 5 xong đó luồn kim vào chân móc thứ 6 luôn. Kéo cái sợi len qua hai chân móc này. Khi kéo len các bạn cũng không tạo nút nha, các bạn cứ kéo trực tiếp cho mình vào hai cái chân móc này. Và cái khoảng cách giữa hai sợi dây quay bên này cũng làm tương tự cho mình 5 mũi móc nè. Sợi dây quay thứ nhất ta móc 18 mũi thì sợi dây thứ hai các bạn sẽ cộng thêm 2 mũi là 20 mũi. Và cũng tương tự như sợi dây thứ nhất, ta cũng trừ cho 4. Còn 16 chia đôi mình sẽ được 8 mũi ở hai bên. Thì từ cái chân móc này các bạn sẽ móc lên cho mình 8 mũi móc. Kéo cái sợi len này qua nè. Không tạo nút nha, kéo qua trực tiếp sau đó móc lên 8 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8. Khi được 8 mũi móc xích thì ban đầu ta tính ở cái sợi dây đầu tiên ta chừa ra 7 mũi thì các bạn sẽ đếm cho mình 7 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 và 7. Ta đâm kim vào chân móc thứ 8 và móc vào chân móc thứ 8 này cho mình một mũi móc đơn. Đây, chừa ra 7 mũi và móc vào chân thứ 8 một mũi móc đơn. Ba chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ 2. Móc đơn thứ 3. Và móc đơn thứ 4. Ta vừa tạo ra được điểm nối để đính trang trí lên chiếc giày. Tiếp tục móc thêm 8 mũi móc xích nữa ở cái sợi dây thứ hai này để đều với cái đầu dây bên này 8 mũi móc nè, 8 mũi móc. Móc tiếp cho mình 8 mũi móc ở cái đầu dây bên này. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Khoảng cách giữa hai sợi dây bên này cũng tương tự như khoảng cách giữa hai sợi dây bên kia, cũng chừa ra cho mình 5 mũi móc. Đâm kim từ trên xuống dưới vào chân móc thứ 5. Đồng thời luồn kim lên phía trên vào chân móc thứ 6 nè. Sau đó móc vào đây một mũi dời. Kéo và cắt len. Hai sợi len thừa của cái sợi dây thứ hai này các bạn cũng kéo ra phía sau mũi móc, kéo ra sau mặt đế. Đâm kim từ dưới lên trên mặt đế nè. Sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Tương tự cho đầu dây bên này cũng vậy. Đâm kim từ dưới lên trên, kéo sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Thì ta vừa hình thành được cái phần thân trên của giày nè. 8 mũi móc và 7 mũi móc đều nhau. 4 mũi móc đơn để tạo khoảng trang trí. Đây, các bạn cũng làm tương tự cho mình đối với những size lớn hơn và khoảng cách giữa hai cái sợi dây bên này nó sẽ đều nhau nha. Và sợi dây thứ hai luôn luôn nhiều hơn sợi dây thứ nhất 2 mũi móc để cho cái phần này nó được ôm với chân của bé nè. Những cái sợi len thừa ở phía sau này các bạn cũng tiến hành giấu cho mình vào trong mũi móc. Sau đó dùng keo nến dán mặt đế xốp vào mặt đế giày len. Khi dán vào như vậy thì nó sẽ giúp mình giấu được các cái sợi len thừa này nè. Đây, giấu sợi len thừa này nó không có bị hở ra ngoài. Và cái sợi dây để lên thân nó cũng liền với mặt đế. Khi dán vào nó sẽ không có hở cái nút nè. Đây. Khi dán được cái mặt đế xốp vào mặt đế giày len thì mình có một số lưu ý nhỏ ở cái phần dán đế này. Đối với mặt đế các bạn sẽ chia làm 3 và bôi keo 3 lần liên tiếp vào cái mặt đế này. Ta sẽ tiến hành dán từ đỉnh xuống gót giày. Các bạn sẽ canh chỉnh cho mình và dán cái phần đế này để hai cái sợi dây này nó ngang bằng với cái phần mặt đế nè, nó không có bị méo nè. Và mặt đế giày len nó có độ co giãn. Khi dán vào mặt đế xốp ta sẽ dùng tay để canh chỉnh. Sau đó các bạn nắn cho mình các cái đường này nè, các cái đường cong ở bên hông của chiếc giày á, để mình có thể phân biệt được chiếc trái phải cho chiếc giày nha. Mặt trước mình có chừa ra 4 mũi móc này nè, thì 4 mũi móc này sẽ sử dụng để đính các cái họa tiết trang trí lên chiếc giày nha. Ở đây mình có móc sẵn một mẫu hoa 5 cánh như thế này, thì ở clip trước mình cũng có hướng dẫn cách móc mẫu hoa này, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo nha.
Bây giờ ta sẽ dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu cho mình cái phần hoa này vào cái khoảng trống 4 mũi móc đơn này nè. Đây, khâu vào, sau đó may cho mình một hạt nút để cài điều chỉnh. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu dây xanh đan cho bé, hai dây ở phần thân trên như thế này. Chúc các bạn thành công!